người bán còn không? Rồi bà đi mất rồi em. Bây giờ quay cao không à? Bây giờ quay cao không à? Chạy cái phóng sự riêng của ông em. Em nghe anh. Ấn. Rồi để em điện nó. Nó đang tới, nó Bình Dương nè. Rồi anh Út ơi, đợi chút đi nha, em điện nó. Em điện nó sáng rồi đó. Rồi. Người đâu có tươi đâu.
Kiếm người phỏng vấn đây là xong á. Anh đang quay, tôi đi ngay đi. Xong rồi đúng không? Mai để em đi tìm người phỏng vấn. Không cần một em.